Dạ vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả em và các bác. Chiều nay em lại tiếp tục hoàn thành xong được một ít, đó là những bộ dây ba lan được cái quảng mã inox. Đây là một trong những dòng dây thiết kế loại vừa đồng vừa bạc, chất âm rất là đều dạ nhá. Và đây cũng là một dòng dây bên shop em bán cực kỳ là chạy nhá. Thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cũng như là báo giá tới tất cả bác dòng sản phẩm này nhá. Sử dụng đầu jack là đầu jack của hãng Gia Sau, đây là đầu jack cái, còn bên này là đầu jack đực. Jack chân đồng thiết kế cực kỳ là chắc chắn, rất là dày dặn nha các bác. Mã inox dây này có đường kính là 9 ly, dây cực kỳ là mềm. Mã inox Intercontinental Audio Copper Made in USA, dây có màu xanh nhá, rất là mềm này. Dây lớn nhưng mà nó không hề cứng nhá. Và điều đặc biệt thì các bác có thể nhìn thấy chất lõi của dòng dây này. Ngoài cùng thì nó sẽ thiết kế một lớp giáp mát chống nhiễu này. Rồi tiếp theo sẽ là những sợi sợi mát bạc này, nó sợi giấy bạc này. Rồi tiếp theo nó sẽ có bốn loại dặn, loại rất là lớn nhá. Hai loại màu đen, hai loại màu đỏ. Đặc biệt bên trong những cái loại này nó sẽ có những sợi đồng và những sợi đồng mạ bạc, nên chất âm của dòng dây này nó cực kỳ là đều dạ nhá. Dây thiết kế chống nhiễu một chiều nha các bác. Các bác sử dụng cắm ở những con vang xuống những con men, con đại công suất. Chất âm cực kỳ là hay. Bát sau ấm, chép trung cao, rất là sạch tiếng nha. Chống nhiễu rất là tốt. Đó, dây có chiều dài là 1 mét nha các bác. Dây có chiều dài 1 mét, cắm rất là êm. Em sẽ quay cái mối hàn để cho tất cả bác cùng xem này. Đó, em sử dụng thiếc là thiếc tốt nên mối hàn rất là sáng này. Đấu mát đầy đủ cho tất cả bác luôn nha. Các bác mua về chỉ việc cắm vào xài thôi. Những sản phẩm này em gửi đi thì em sẽ đo đạc cẩn thận và test thử rồi em mới gửi đi nhá. Nên các bác cứ yên tâm. Giá thì chỉ có 400 ngàn đồng một đôi thôi, dây dài 1 mét nhá. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhá. Em bán theo đôi. Một đôi như thế này sẽ có hai sợi. Đó, canon được cái cắm từ vang xuống đại công suất nhá. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo là 0969569157 nhá. Rồi, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào.